Em ơi, làm sao để kết nối từ vô tuyến vào điện thoại mà khi mình tìm bài hát từ điện thoại mà nó vào được vô tuyến à? Vâng ạ, để trả lời cho câu hỏi của bác gái vừa rồi thì Zika sẽ lên luôn một cái video và hướng dẫn luôn cho các cô, các chú, các bác khi mà sử dụng điện thoại thông minh, chúng ta mở YouTube rồi mà chúng ta muốn truyền tải cái video đấy sang cái màn hình lớn như màn hình TV kia để chúng ta ngồi từ xa, chúng ta có thể là hát karaoke, đọc chữ nó to hơn, nó dễ hơn. Thì sẽ có những cái thao tác như sau. Cái này là kết nối điện thoại với TV qua ứng dụng YouTube để chọn bài hát mình yêu thích trên YouTube ở trên phần điện thoại. Đấy, ở trên phần điện thoại nhé. Có nghĩa là mình chọn một cái ngẫu nhiên một cái video này là nó sẽ trực tiếp chuyển ra cái màn hình TV để chúng ta hát karaoke hay nghe nhạc nó đúng theo cái sở thích của mình. Thì vừa rồi bác gái có hỏi là hướng dẫn cái cách để mà chọn một bài hát từ trên điện thoại chuyển sang TV. Thì ở đây chúng cháu sẽ hướng dẫn bác luôn. Đầu tiên thì bác có thể làm theo thao tác như của cháu nhé. Bác bật TV lên và vào trong cái ứng dụng YouTube trên TV này. Đấy. Kéo trên ứng dụng YouTube TV thì bao giờ một bên phải nó sẽ có những rất rất nhiều những cái mà video được đề xuất lên. Đấy. Đầu còn bên trái thì nó sẽ có cái thanh tìm kiếm, ta có thể gõ từ khóa những cái video mình yêu thích hoặc là trang chủ đây, hoặc âm nhạc, trò chơi, tin tức, kênh đăng ký này, thư viện. Thì bác cứ kéo xuống cho cháu xuống cái phần cài đặt. Khi mà bấm vào phần cài đặt thì nó sẽ tích ra nhất rất nhiều những cái thanh suộc, những cái ngõ cửa sổ chúng ta lựa chọn, chúng ta kết nối, chúng ta chọn nhé. Thì bác cứ kéo xuống cho cháu cái phần liên kết với wifi, bỏ qua nhé, kéo xuống phần liên kết bằng mã TV đấy. Để làm gì ạ? Để mình lấy cái mã của TV để chúng ta nhập vào trong cái phần của điện thoại đấy. Thì tiếp tục các bác vào trong phần điện thoại của mình nhé, chọn cháu cái phần YouTube trên điện thoại. Thì trên điện thoại phần YouTube nó sẽ có một cái đây, các bác nhìn kỹ cho em nhé. Đấy, bác gái nhìn kỹ cho cháu nhé. Sẽ có một cái ô vuông và biểu hiện cái sóng wifi bên dưới đây này, các bạn đây đây nhìn ở đây đây đúng chưa ạ? Đó, chọn vào đây cho cháu đấy. Thì trên điện thoại nếu mà chúng ta chưa bật cái gọi là chưa bật cái phần trong cái phần cài đặt đó, nó gọi là truy cập đấy, quyền truy cập mạng cục bộ, thì nó sẽ báo là để sau và chuyển đến phần cài đặt. Thì cứ chọn phần cài đặt cho cháu, ấn vào phần cài đặt sẽ mở ra cái luồng là mạng cục bộ. Thì các bác và anh em cũng như bác gái mở ấn vào đây cho cháu nha. Không, tiếp tục thoát ra phần YouTube, lại tiếp tục đăng nhập vào cái phần biểu tượng màn hình. Thì dưới này nó sẽ có cái biểu tượng điện thoại và TV liên kết bằng mã TV, thì ấn chọn vào liên kết mã TV và bây giờ nhập đúng cái số mã trên TV nhà các bác ấy, cũng như là của bác gái, mà vào trong phần lấy mã liên kết mà hiển thị thông số nào thì nhập thông số đấy. Như TV Cooper của cháu nó hơi nhiều số thì cháu nhập đúng theo cái, nhập đủ cái mã số hiển thị trên màn hình nhé, không phải màn hình của TV này đâu nhá, mà là màn hình của các bác và anh em cũng như các bác gái muốn kết nối. Thì nhập như con này là 321 này, 321 này, 016 này, 901 724. Thì khi nhập đúng mã thì nó sẽ cho cái liên kết. Như đây chúng ta sẽ chọn liên kết và chúng ta đã liên kết được với TV. Đấy, đã liên kết được điện thoại với TV. Còn TV nhà có anh em mà Samsung hay là cái gì nó sẽ ít mã hơn, nó tầm 5 đến 6 mã. Thì khi bấm vào trong cái phần cài đặt của phần trong YouTube ấy, thì nó có cái liên kết với TV lấy mã, thì ấn vào đấy và chọn vào bất kỳ đây như bây giờ nhé. Trên điện thoại của Zika thì đã có rất nhiều những video, để rồi chọn ngẫu nhiên một video thì nó sẽ hiển thị cái cửa sổ lên, nó phát và hàng đợi. Phát là gì? Phát là phát luôn, ta có thể phát luôn bài này. Đấy. Khi chúng ta xem video này rồi mà chúng ta muốn chọn thêm một cái video bất kỳ nào nữa, chúng ta muốn chọn thêm một bất kỳ một cái video nào nữa thì chúng ta có thể chọn phát tiếp này. Đấy, hoặc là muốn cộng vào trong cái kho, muốn cộng vào trong cái kho của cái video mà hết video đang phát mà chuẩn bị tiếp tục. Ví dụ như các anh em một series hát karaoke rồi thì chúng ta có thể ấn cộng này. Đấy, ấn cộng thì có nghĩa là trên TV phát hết những cái video chúng ta chọn trước thì lại tiếp tục đến video thứ hai. Nó giống như là chúng ta cộng dần vào một danh sách phát ấy. Tiếp tục này, ví dụ như ta không thích cái video này, ta muốn bỏ qua, ta chọn video khác. Đấy, chọn video khác, ấn phát luôn là nó sẽ tự động chuyển phát lên TV. Đây là một cách kết nối rất là đơn giản, những cái này thì cũng khá là nhiều các
cô các chú các bác đang băn khoăn tìm hiểu mãi. Còn đối với các bạn trẻ thì nó dễ, nhưng mà đây là video để chia sẻ cho những cô chú các bác nào mà chưa biết cái cách kết nối, cũng như là bác gái đã đặt ra cái câu hỏi cũng mong muốn là Zika hướng dẫn thì Zika sẽ hỗ trợ luôn. Đấy, cái cách kết nối đầu tiên là sao ạ? Đầu tiên là chúng ta sẽ thoát đây, đầu tiên các bạn muốn mở kết nối được thì mở trong phần YouTube của TV. Trong phần YouTube nó sẽ có phần cài đặt. Đấy, cài đặt thì chúng ta sẽ xuống, chúng ta sẽ chuyển xuống lấy mã. Đấy, kết nối bằng mã TV thì nó sẽ hiển thị cái mã như thế này. Đấy, còn bắt đầu chúng ta lại tiếp tục trong phần cài đặt của TV và ấn vào cái phần đã kết nối, như trên TV này đã kết nối rồi nhé. Được rồi, còn một cái nữa, sau khi bác em không muốn dùng nữa thì có thể là bình thường như đang trên cái màn hình này, ấn và tiếp vào cái mà biểu tượng cái màn hình và cái sóng, chúng ta có thể ngắt kết nối đi. Là như vậy chúng ta có thể và đã ngắt được kết nối giữa TV và điện thoại, và bây giờ chúng ta có thể tự tùy ý chọn những bài hát ở trên TV mà không cần qua thông qua điện thoại nữa. Rồi, có thắc mắc gì thì bác gái có thể gọi trực tiếp cho Zika, hoặc là các cô các chú các bác cần được hỗ trợ tư vấn một cái gì đó cho một bộ dàn âm thanh karaoke hay là các thiết bị sử dụng trong gia đình nhà mình, có thể gọi trực tiếp cho Zika qua hai số hotline. Zika sẽ tận tình hỗ trợ các cô các chú các bác khi mà Zika biết được những cái kỹ năng cũng như cái sử dụng các thiết bị gia đình của mình nhé. Xin chào tạm biệt và cảm ơn các bác.